còn mấy chiếc thuyền nữa. Thuyền này thì anh ấy đánh bắt một lần được mười mấy ký. Còn những cái thuyền lớn hơn thì con chưa đi. Con đang có một ý định là sẽ đi thuyền to hơn để coi họ bắt như thế nào. Là thuyền máy à. Cái này là đánh bắt bằng ghe. Ngày mai mình sẽ trải nghiệm đánh bắt bằng thuyền. Có được không ạ? À? Đi thuyền xong rồi thuyền là còn nhỏ, bè mới là lớn hơn nữa đúng không anh? Tàu. Đi bè bằng tàu. Chỉ có tay cấp chỗ thôi. Dạ. Nó nuôi đồ thôi. Dạ. Bè là để nuôi đồ. Bè là để nuôi đồ. Cái này là ghe. Đi bằng tàu thì to hơn, bắt nhiều hơn. Trong này có tàu, trong này còn ghe còn nhiều. Dạ. Tàu nó đi ngoài biển nhiều. Mấy cái te là mình gọi nó bằng ghe cho, bằng thuyền cho anh. Thuyền là to hơn ghe đúng không? Tiếng Việt phong phú ghê luôn á. Không? Ghe, thuyền, tàu gì tùm lum hết. Dạ, bây giờ con xin phóng sanh những chú cá này, những chú tôm này. Bữa nay anh không bắt được tép mà chỉ có tôm thôi hả? Dạ, những chú tôm nhỏ. May mắn có tôm tích nữa nè. Dạ đây, tôm tích. Rồi con thả đây. Giờ xin hãy niệm Phật ạ. Hồi hướng cho người thân của mình cầu bình an và cầu siêu.